Chiều qua, tại bãi biển Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, các đội bóng ném bãi biển Nam SEA Games 31 có trận đấu tiếp theo vòng lượt về, với các trận giao đấu giữa Việt Nam, Philippines và Thái Lan, Singapore. Trong trang phục áo vàng, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với quyết tâm chiến thắng cao. Tuy nhiên, hiệp 1 các cầu thủ bóng ném Nam Việt Nam đã thi đấu không tốt và để thua Philippines với tỷ số 18-14. Bước vào hiệp đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam dần lấy lại tinh thần và thắng ngược lại với tỷ số 21-14. Hòa 1-1, hai đội bước tiếp vào hiệp đấu thứ ba hay còn gọi là loạt ném đối đầu trực tiếp. Khán đài được hâm nóng bởi các lượt ném bóng chuẩn xác giữa bằng tỷ số của hai đội. Người hâm mộ gần như nghẹt thở ở những lượt ném. Và với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, đội bóng ném Bãi Biển Nam Việt Nam đã giành chiến thắng với loạt sát ao với tỷ số 18. Tháng trận này, đội tuyển bóng ném Nam Việt Nam đã giành huy chương vàng trước một trận đấu.